Rồi, chào các bạn. Thunder mới về, Thunder hôm trước bán rồi nha. Hôm nay có Thunder mới về tiếp. Còn giấy tờ đầy đủ. Cán còn đẹp quá. Nhưng mà có trầy nha các bạn, có trầy cấn. Cán này là có trầy cấn. Mình để Beolin luôn, không có đậm tốt gì hết. Đây, có sao nói vậy. Cán có trầy cấn. Đây, đúng rồi. À, BO đây có dẹp nhẹ đây nè đó. Nhưng mà BO Rin đổi lại là một cây cơ. Còn Jin Ken Saben, một em gái còn Trinh. Đây, cơ còn khá đẹp. Răng Rin VV2 Titanium đây. Long này. Đó. Giá thì cây này giá sinh viên thôi chứ đâu có mặn mà gì. So với tầm giá lông này thì sở hữu cây này là quá đẹp. Tại cầm ghép quá long lanh. Ngọn S20C713C. Đẹp keng. Đây, còn cũng rất khá là mập. Mập và đẹp. Còn giấy tờ đầy đủ nha các anh em. Còn giấy tờ đầy đủ. Nếp cẩn cái này cũng rất là đẹp. Đá chưa có nứt gì hết. Cái này là cái bóng thôi, không phải nứt. Đó. Đá thôi, đá còn nguyên. Ok các anh em. Long Ni Thunder Sumane. Còn giấy tờ đầy đủ. Custom Pro 5 sao. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Phan Nhật Bia Shop. Shop có nhận thu đổi tất cả các dòng cơ chính hãng nha các bạn. Shop không bán những cơ Đài Loan, Trung Quốc. Shop chỉ bán cơ chính hãng. Và hãng cũng phải có tên tuổi chút xíu. Trừ những hãng nhỏ nhỏ mà có những cây cơ chất lượng như mình cũng có thể bán như là Dupreme. Và vài hãng cơ như Mic nhìn là lạ nhưng mà vẫn là những hãng danh tiếng. Còn những cây cơ trôi nổi và hàng ngoài thì mình không có. Để tránh các anh em cứ PM hỏi mình về các cơ Đài Loan giá rẻ vài ba xị thì thật sự mình không có bán. Mình chỉ bán cơ đó cho câu lạc bộ thôi. Bán số lượng xị cho câu lạc bộ, không có bán lẻ nha anh em. Tại vì anh em bán lẻ anh em mua cây đó về xài cũng không được nhiều. Nó cũng mau hư lắm. Bây giờ cũng thông báo tới các anh em là shop chỉ bán đồ chính hãng thôi. Chuyên đồ chính hãng. Các anh em yên tâm về chất lượng chính hãng của shop. Mình làm ăn uy tín. Bây giờ các anh em đôi khi bị em hỏi tình trạng nói cơ chính hãng mà phải cơ chính hãng không. Thì cái đó mình cũng không phải là mua danh ba bạn mà bán danh ba đồng chi cho nó cực các anh em. Đây là những cái cơ chính hãng toàn bộ. Và mình cũng đã test kỹ. Trừ khi là mình sai thôi, mình vẫn có thể sai. Nhưng mà trong trường hợp đó thì mình sẽ bồi thường lại cái giá trị cho các anh em. Chứ anh em đừng có lo quá. Và cái này thì còn giấy tờ đầy đủ. Bởi vậy mọi người yên tâm về chất lượng chính cơ chính hãng của shop. Em là có sao bán vậy hả? Cơ Việt Nam nó Việt Nam. Cơ xịn nó cơ xịn. BO rồi nói rồi, BO chưa nói chưa. Sửa rồi nói sửa rồi. Không có vấn đề hết nha anh em. Đôi khi sửa thì vẫn có những cái hay của sửa là người ta tinh chỉnh để cho cây cơ nó ngon. Chứ không có vấn đề gì hết. Còn những cây nào riêng đầu đuôi đầy đủ thì mình sẽ nói với các bạn là riêng đầu đuôi. Tình trạng là báo chính xác hoàn toàn. Các anh em có thể yên tâm về điều này khi sở hữu những cây cơ của shop. Và shop có chính sách là thu đổi và nâng cấp cho các bạn có thể trải nghiệm được nhiều dòng cơ với suất lỗ chỉ từ 10-15% thôi. Ok các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.